Em Minh xin mời các bác hãy đeo tai nghe và thưởng thức chất âm đối con đẩy này nhé. Thật sự luôn là tiếng quá sạch luôn, trong sáng sạch. Mới em Minh test chay trực tiếp từ con đẩy ra thì báo cáo biết, thì tương đối dòng những mạch class TD này thì nó sẽ khác với những dòng mạch như class H hay class AB, là cái độ nhạy nó rất là cao, cái đan binh nó rất là cao. Nên là khi em vặn này, lúc đầu em vặn không biết, em vặn chỉ vặn tí thôi, nhảy đánh rất là mạnh rồi các nhá. Đây thì em bật lên đây, ông nghe vặn tí rồi. Đây là em đánh một quả kênh nhá các nhá, một quả kênh này. Cứ bật đi. Bên đang đón sâu rộn tiếng cơn vui, to quá. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nét ngoài sân. Tay nàng đang với anh, em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi. Sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây. Để có cảm nhận này. Cái dòng đời này các bác nhá, nghe nhạc cũng hay. Một karaoke tuyệt vời, tiếng rất là sạch luôn các nhá. Một khỏe. Yeah, cái dòng này thì tất nhiên là phù hợp cho những bác nào đánh ở cái bộ to tí, nghe đánh gồm cả tầm full 40 hoặc là như kiểu hai cặp bát 30 thêm súp nữa thì tuyệt vời. Nhà em khuyến khích những bác nào bộ lớn nhá, bộ nhỏ quá không nhất thiết phải chơi con đẩy này vì con đẩy mạnh lắm bác. Đấy, nhà hàng đẩy mạnh thì đánh với những bộ to. Vâng, nhà đô xin mến chào tất cả bác nhá. Và trong video clip này em trân trọng được giới thiệu như quảng bá này các bác một mẫu đẩy mới nhất 2023 của các bác anh em chơi. Và dòng đẩy này cho những bác nào đi sự kiện hoặc chơi gia đình mà đánh ở những bộ dàn lớn thì tuyệt vời. Cái dòng đẩy cho chất âm rất là hay, tiếng sạch sẽ, trong trẻo và tích hợp đầy đủ tính năng của bác anh em từ những chế độ như chống chập rú rít này, chống chập dây loa của bác. Và đây là thế hệ đời mới nhất của các bác nhá, phiên bản DB Autix nhập khẩu được bảo hành 2 năm T 4.20 các bác nhá. Trọng lượng nguyên hộp của nó là 37,5 kg các bác nhá. Với công suất cho ra 1200W một kênh các bác nhá, 1200W một kênh. Các bác có thể đánh được tốt là một cặp 40 một kênh các bác lưu nhá. Đây là dòng đẩy đánh được một cặp 40 một kênh ạ, một cặp 40 một kênh ạ. Hoặc một cặp 30 một kênh hoặc một quả súp đơn 50 một kênh. Và cái điều quan trọng em rất là nóng lòng mà hàng vừa về là em giới thiệu được ngay, vì là cái phiên bản này có thể thay thực thế được cái con đẩy 4.25 của DB Autix các bác nhá. Mẫu này thì được cái là giá nó êm hơn, mức giá rất là hợp lý, các bác liên hệ một trực tiếp mức giá hợp lý nhá. Giá nó khoảng hơn 12 đấy, hơn 12. Anh em nhu cầu liên hệ em nhá, hơn 12 thì các bác liên hệ đến mức giá tốt hơn. Liên hệ đơn vị Miro nhá. 1200W một kênh. Model là T4.20 và đây một chiếc nguyên hộp thì em nguyên đai nguyên kiện em sẽ rạch ra để review đến tận để các bác anh em chơi. Thì hiện tại em đang quay clip thì các bác có nhu cầu thì hàng luôn sẵn ở hai cơ sở bên em là 364 Hùng dành cho anh Vân. 364 Quang Trung ở Đông Nội hoặc 48B cư xá Bà Đình Cô Lô 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh các nhá. Thì em cũng sâu cả nội thất cho các bác cùng xem luôn. Đây là sản phẩm hàng đẩy nhập khẩu. Được bảo hành đến 2 năm. Đấy. Hai lớp thùng liền, làm rất là kỹ luôn. Đây à. Sốt. Mình nhớ được không? Được. Được cái là cậu Hùng thì lúc nào cũng trong tình trạng bóc tem. Ây da. Đây chưa.
thì nó 37 cân cả hộp còn gì nữa. Đây bỏ anh cái hộp ra cái. Rất là nặng luôn. Nhưng nhược điểm của nó là nó hơi nặng một tí, nhưng được cái là công suất nó khỏe, giá thành nó hợp lý các bạn. Nhớ anh lên đây. Đặt lên. Đấy. Thiết kế form rất là đẹp luôn bác nhá. Thiết kế form tông màu đen nhìn rất là khỏe khoắn, dễ dàng phối ghép bộ dàn. Hệ thống đèn nháy mặt đằng trước Mica mặt bóng. Lấy vít mở đi, lấy vít mở cho anh vậy. Vít tay xoáy qua đi để anh review cái hộp để đỡ khỏi ghép video. Các bạn thấy này, công tắc nguồn thì nó sẽ có điểm khuyết, nó che ở ngay chỗ phần tay nắm đây. Nó sẽ che ngay chỗ phần tay nắm đây để khi bác nhìn thẳng vào nó đỡ bị che cái nốt nguồn này. Đấy. Ồ, nhìn nhá. Phiên bản mới nhất 2023 vừa nhập khẩu về xong là anh Minh review luôn cho bác. Với các chế độ đánh từ các độ nhạy, rồi là chế độ đánh đầy đủ cho bác từ chập kênh, dồn kênh và cân bằng. Dây nguồn thiết kế dây nguồn liền các nhá, dây nguồn liền. Và chấu ở đó đây sẽ bác thấy này. Là tín hiệu của nó đầu ra thì sẽ có cả linh chích và rất kẹp bác nhá. Tín hiệu vào thì nó có 4 đường vào và có 4 đường link. Và dưới dòng này cũng chạy quạt gió rất là êm luôn các nhá. Em sẽ quay luôn mở luôn nội thất luôn cho bác xem luôn. Thì trước khi đợi em Hùng mở nội thất thì em sẽ review quyển sách này. Đây, màu đen của hãng này. Chín sản phẩm nhập khẩu thì thông số rất rõ ràng các nhá. Đấy, công suất là 1200W ở lỗ chở 8 ohm thôi nhá. Đây ở 4 ohm của nó sẽ là 1800W thôi nhá, ở 4 ohm và 3600W ở 2 ohm. Trọng lượng máy không của nó là 27 kg các bác nhá. 27 cân, 27,5 em vừa cân là 27,5 cân. Vỏ hộp nặng ghê nhỉ. Và cái điều quan trọng đây nó trong cái chuỗi sử dụng là series Class TD các bác nhá, Class TD. Dòng đẩy sử dụng mạch Class TD. Đây các bác nhìn cái ruột ạ. Đấy, các bác nhìn chưa? Cái dòng công suất khỏe mà nó cũng không quá nặng. Bỏ vào cho anh nhìn. Và điều quan trọng đối với dòng Class TD các bác rồi cho cái chất âm ấy, cái tiếng sáng, sạch, chi tiết, sắc nét. Và đánh nó mát máy các bác nhá, sử dụng 4 quạt gió. Đấy. GT12, đấy em quay thông số nguồn, con này nguồn to lắm các bạn. Cái nguồn thì bắt ở trục ở giữa này. Cái nguồn rất là to luôn bạn, nguồn đấy em cảm tưởng nó to hơn các dòng đẩy thông thường, như dòng như con dòng 4 kênh như dòng 4.10, 4.8 hay những dòng như là D4100 hay D4800 của DB ấy, thì nguồn con này to nhất nhé. Nguồn này rơi khoảng độ là 22 phân bằng găng tay của Hiếu Minh luôn, 22 phân, siêu to và bằng lóc luôn nhé, bằng mặt luôn. Xung mạch Class TD, tụ của nó sử dụng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tụ, 16 tụ đọc nguồn mới nhé, 16 tụ đọc nguồn. Rất là chất đúng không? Một con đẩy chất dù cái mạch nó thiết kế như thế nào chăng nữa thì Hiếu Minh cũng luôn mở ruột ra review chi tiết đến tận để các bác anh em xem. Với công nghệ đời mới nhất, review đến tận để các bác. Như thì mạch Class TD ấy, thì khi bạn nhìn vào đây này, nó sẽ không đếm bằng nhiều sò nhá. Nó chỉ dùng là sự mô phép cực đại. Khi bạn nhìn vào đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, này, 7, 8, 9, này, 10, 11, 12. Tổng có 24 sò mô phép thôi. Chứ nó không như mạch Class H đâu mà nhiều sò nhá. Đấy. Nhưng cái quan trọng là nó sử dụng đây cái từ các cuộn cảm này. Mạch Class D sử dụng các cuộn cảm nó. Và tất cả những con iốt 7 vạch màu và 5 vạch màu rất nhiều. 5 vạch màu rất là nhiều nhá. Xin lỗi. 5 vạch màu rất nhiều luôn. Đấy, nó khác hẳn cho vỉ mạch của Class H luôn. Nếu mình zoom luôn cho bác này. Sử dụng toàn là các linh kiện cao cấp thôi. Em quay luôn hết vỉ mạch cho bác xem nhìn luôn. Đấy. Chi tiết luôn nhá.
Và có chế độ đánh chống chập dây loa này, chế độ đánh mà bị khuếch đại tín hiệu ở phần như ở vỡ bị dít mic ấy, thì sẽ bị nó sẽ ngắt đẩy để bảo vệ cho chính bản thân nó và bảo vệ cho loa của các bác đỡ bị dít, đỡ bị chập cháy cũng nhá. Phải nói là cực kỳ chất lượng luôn, cái bản thể đời mới nhất. Một kênh có đánh được tốt, một cặp 40 một kênh các bác nhá. Lưu ý cho em là đánh một cặp 40 một kênh. Một cặp 40 tầm coi 75 76 kênh đánh thoải mái, coi 100 thì cũng đánh được, các bác nhá. Đấy, nhà em bán bên em thì bán tất cả phân khúc đẩy của DB và tất cả rất nhiều các phân khúc khác của những hãng khác như Atli, AAP hay PS, nên là em hiểu nếu mình có rất nhiều các model để giới thiệu đến toàn thể các bác, nên là các model nào đánh đến tầm nào thì em sẽ đều tư vấn các bác rất rõ ràng. Mặt đằng trước thiết kế là mặt phay nhôm các nhá. Mặt phay nhôm cắt CNC liền khối ạ, liền khối phay nhôm nhá. Rất đẹp và sang. Và điều quan trọng mức giá tốt để chào đến toàn thể các bác anh em. Phiên bản 2023 cập bến. Red Class TD thì sẽ chia làm hai kiểu các nhá. Một là nó chạy bằng bo sung Class TD. Hai là nó chạy bằng bo xuyến các nhá, chạy bo xuyến ấy. Thì con này thiết kế nó chạy bằng bo xuyến. Đấy. Trọng lượng cũng khá không quá nặng mà công suất lớn. Đấy. Để đáp ứng nhu cầu chơi của các bác nào, anh em sự kiện này, các bác phòng hát này, các bác gia đình. Đồng mạch Class TD là phân khúc là cho cái chất âm hay nhất trong phân khúc mạch các nhá. Hay nhất luôn ạ, vì nó sử dụng là tiếng ra tiếng sáng sạch chi tiết. Đấy. Tiếng sạch các bác nhá. Thì được gọi là kết nhất là các bác nhìn cái vỉ mạch của nó này. Làm tất cả 100% tụ 5 vạch màu. Các bác nhìn không? Cắm dày đặc luôn. Tất cả nó đi ốt hết 100% 5 vạch màu. Những con đẩy thông thường thì nó chạy bằng tụ thôi, tụ thì nó dễ rẻ hơn. Các bác nhìn chưa? Mình quay hết cho bác luôn chi tiết nhá. Hai vỉ này, phần tụ hóa nó sử dụng là 90V và 10.000 microfarad, dụng tụ 16 tụ, đấy, cao bằng mặt luôn. Đấy, nhà sản xuất bên nhà máy họ ra tháng 5 2023, về đến đây đã chậm mất 2 tháng rồi. Vừa cập bến xong thì mình đã review luôn đến thằng các bác rồi. Đấy. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhá. Bây giờ sẽ tiến hành test luôn chất âm gộp luôn để các bác cùng nghe và cảm nhận chất âm đối dòng này cho thật sự luôn. Em ngỡ ngàng với dòng chất âm này vì trước khi em review này là em cũng có những bài test rồi, em đã test rồi, nhưng thực ra là về kiểm nghiệm trước thay cho khách hàng là người tiêu dùng, em mình phải kiểm nghiệm trước khi là bán cũng như là chào hàng đến toàn thể các bác. Và điều quan trọng khi sản phẩm tốt rồi và em sẽ đáp ứng cho bác nữa là giá tốt nữa các bạn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em.